đến Đi bọc từng quả bưởi, quả ổi trên diện tích 6 hecta. Đó là công việc thường xuyên của ông Cần từ khi chuyển sang canh tác hữu cơ. Tốn công khó nhọc là thế, nhưng với ông Cần, đây là hướng đi phù hợp và an toàn trước yêu cầu khắc khe của thị trường và người tiêu dùng. Mình đã làm cái việc gáp ô cốp rồi, cho nên mà khi bọc thì cái việc phun thuốc sâu là không cần thiết nữa cho nên nó đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì ngoài thị trường có thể bán một hai chục riêng ổi của chú. Ở ổi nữ hoàng luôn luôn 35 đến 40 nghìn. Toàn huyện Sông Hinh có khoảng 67 hecta diện tích cây ăn trái đạt chuẩn hữu cơ. Trong đó có 5 sản phẩm trái cây đạt tiêu chuẩn ô 3 sao. Giá thành của những sản phẩm này cũng cạnh tranh hơn những loại trái cây khác trên thị trường. Làm cái truy xuân nguồn gốc này giá cả cao hơn, cao hơn ở ngoài thị trường khoảng hai ba chục phần trăm rồi người tiêu dùng người ta đón nhận rất nồng nhiệt bởi vì là họ họ biết là sản phẩm của mình làm ra không thể có những cái, tôn giữ bảo vệ thực vật trên cây đỡ trên, trên, trên trên sản phẩm được cái việc mà phát triển và chuyển đổi một số cây ăn quả trên địa bàn huyện sông hinh thì là một cái hướng đi bền vững thì huyện sông hinh hiện nay ấy, thì đã có một cái định hướng là tiếp tục mở rộng cái diện tích cây sầu riêng Việc chuyển đổi sang trồng cây ăn trái thực sự đã mang lại nguồn thu nhập khá và tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao cho nông dân miền núi Phú Yên. Định hướng đến năm 2025, huyện Sông Hinh sẽ mở rộng và phát triển diện tích trồng cây ăn trái lên khoảng 2.000 hectare theo tiêu chuẩn nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.